vợ chồng cháu trừ ta cho bà nội đến tử vong. Cho rằng bà nội bị yếm bùa và ma quỷ nhập, vợ chồng cháu nội đã cùng nhau thực hiện trừ ta, trục xuất bùa ra khỏi người bà dẫn đến tử vong. Ngày 14 tháng 12, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sự sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Chiến, sinh năm 1989, 16 năm tù và Đặng Thị Thanh Hoa, sinh năm 1992, vợ Chiến, 10 năm tù về tội giết người. Hội đồng xét xử nhân định các bị cáo phạm tội với bà nội, đã trên 70 tuổi nên phải xử nghiêm. Tuy nhiên trong vụ án này, hai bị cáo đồng phạm giảng đơn, nhân thân tốt nên xem xét giảm nhẹ phần hình phạt. Về trách nhiệm dân sự, các con nạn nhân đòi bồi thường 570 triệu đồng gồm mai táng phí, tổn thất tinh thần. Chiều ngày 15 tháng 7 năm 2020, vợ chồng Chiến chở con 3 tuổi đi chơi. Đến khoảng 22 giờ, vợ chồng đến nhà bà nội Chiến sinh năm 1938 tại đường Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh để xin ngủ nhờ. Chiến lấy hai cái áo mưa mang theo trải xuống nền phòng khách để ngủ. Do con Chiến khóc nhiều không ngủ nên bà từ trong phòng đi ra. Bà vừa bế cháu vừa nói ta là bạch hổ đây nhưng cháu vẫn khóc nên bà bế xuống nhà sau ru ngủ. Lúc này, Chiến cho rằng bà bị ma quỷ nhập và ém bùa vào người nên đã thắp năm cây nhang cô quanh đầu bà rồi đưa nhang cho Hoa thực hiện theo. Thấy bà la hét, chỉ bới nên Chiến cùng Hoa lấy áo mưa mặc vào người bà và trùng phần mũ áo mưa lên đầu. Chiến lấy thêm dẻ lao nhà trùm kính đầu rồi dùng dây thun buộc, và dùng chổi đánh vào tay, chân, đầu và dùng chân nhang, tay móc vào hậu môn của bà. Đến khoảng 4 giờ 20 hôm sau, khi thấy bà không còn cử động, máu chảy nhiều, chiến mở cửa, đến cửa hàng gần nhà nhờ nhân viên gọi cấp cứu. Khi đến nơi, nhân viên này thấy nạn nhân có dấu hiệu đã chết nên trình báo công an. Kết luận giám định pháp y xác định nạn nhân tử vong do phù phổi cấp. Tại cơ quan điều tra, vợ chồng Chiến khai nhận do mê tín dị đoan nên nghĩ bà nội bị ếm bùa và ma quỷ nhập nên cùng nhau thực hiện các hành vi trên để trừ tà trục xuất bù ra khỏi người bà.